Xin kính chào quý vị bà con. Bây giờ mình bước vào tập cuối, tập thứ 15 của truyện dài Đổi đời của tác giả Đinh Lâm Thanh. Xin mời bà con mình cùng đi nốt đoạn đường còn lại. Đến đây, Bao đại nhân sai Triển Chiêu bước xuống thỉnh ý Diêm Vương và ra lệnh tòa ngân xử nghỉ giải lao. Một giờ sau tòa tái nhóm, bị cáo thứ nhì được đưa ra trước mặt Bao đại nhân. Bị cáo quỳ xuống khai thật tên tuổi, quê quán, chức vụ và lý do bị đưa ra tòa. Bị cáo run run nói không ra tiếng. Dạ, con tên Nguyễn Tấn Dõm, 60 tuổi, gốc người Rạch Giá, là tể tướng của triều đình đương thời. Con bị nhân viên âm phủ kéo xuống đây đưa ra xử tội, nhưng suy nghĩ mãi con chưa biết lý do. Các người cộng sản đều liêu láo, tội lỗi tày trời mà khi hỏi đến thì chối lêu lẻo. Được, ngươi không biết lý do thì xin công tố viện đọc bản tội trạng. Bobby trình ra trước mặt một chồng hồ sơ màu đỏ cao hơn 2 gang tay. Đại diện viện công tố mở ra từng tập và bắt đầu. Kính thưa ngài Bao đại nhân, bị cáo đang quỳ trước mặt là một cán bộ gộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa đến phiên lên làm tể tướng được mấy tháng nay, là một tên tham nhũng hạng nặng. Trong quá khứ chỉ là một cán bộ công an cấp nhỏ tại địa phương, nhưng ngoại tệ gửi tại các ngân hàng trên thế giới lên đến 1 tỷ 780 triệu đô la. Gia tài tại nước ngoài của bị cáo chỉ đứng sau Lê Đức Em, Trần Đức Trạch và Trần Văn Chè. Theo đơn tố cáo của dân địa phương, trong thời gian phục vụ trong ngành công an, bị can đã vơ vét tận gốc từ việc chiếm đất nhà của dân đến ăn hối lộ. Nhưng nghiên cứu hồ sơ và so sánh với những cán bộ khác, bị can không thể nào có được một số ngoại tệ lớn trong các ngân hàng ở nước ngoài như vậy. Bị cáo xuất thân từ một tên công an và phục vụ trong ngành này, nhưng là con rơi của đảng viên cao cấp trong hàng lãnh đạo đảng và nhà nước. Bị can cũng là cậu ấm quyền lực và giàu nhất so với đám con ông cháu cha tại Sài Gòn, cũng như các tỉnh miền Tây. Nhờ ưu dù vững chắc, cuộc đời chính trị bị can lên nhanh như diều gặp gió, và đã một thời làm vua giữ kho bạc của xã hội chủ nghĩa. Nếu tính tội lỗi thì tên công an nào cũng có, nhất là con cưng của một vị quyền uy đứng hàng đầu trong hàng ngũ đệ tử của già hồ. Nhưng phải công nhận ngoài cái may mắn, bị can tuy dốt chữ, thông minh bậc thì tột bậc. Chúng tôi xin nói rõ ràng là thông minh trong việc nghĩ ra phương pháp kinh tài tham nhũng và tiến thân. Ngay trong thị xã Rạch Giá, các ngành kinh doanh béo bở đều nằm trong tay của bị can, do con cháu anh em đến bạn bè thân thuộc bị cáo đứng tên. Dân chúng Rạch Giá đều rõ, nhưng chẳng một ai ngu dại đụng phải cậu ấm Nguyễn Tấn Dõm. Tội lỗi của những tên cộng sản đều giống nhau, như cùng một khuôn đúc. Chúng sử dụng một sách áp dụng cùng phương pháp trong các vấn đề cướp đất, lấy nhà của dân, tẩu tán tài nguyên quốc gia, xuất khẩu lao động, buôn bán gái ra xứ ngoài. Với địa bàn tỉnh nhà, nơi nhận đồ lậu và buôn bán cần sa bạch phiến là mối quan tâm của Nguyễn Tấn Dõm. Một điều quan trọng khác, bị can nằm trong băng đảng để được chia chác các nguồn lợi lớn đến từ nước ngoài. Theo các đơn tố cáo và thỉnh nguyện đưa bị cáo ra tòa của dân chúng từ Việt Nam gửi xuống, thì tội trạng của Nguyễn Tấn Dõm cũng tương tự như bị cáo Nguyễn Minh Trót mà quý vị vừa nghe qua. Như vậy tội trạng của bị cáo đã rõ ràng. Chúng tôi kính thỉnh cầu ngài Bao đại nhân tra hỏi để sớm kết thúc hồ sơ. Chúng tôi xin hết lời. Các luật sư bên vực cho bị cáo được Nguyễn Tấn Dõm trả thù lao hậu hỷ. Chúng đi đầy một chuyến bay Việt Nam hàng không 727, giống như lúc bị cáo Nguyễn Minh Trót dẫn bầy ăn xin qua Mỹ. Một luật sư được bầu theo lối nhất trí, đứng ra nhận trách nhiệm bào chữa cho bị can. Đây là một nhân vật còn trẻ, nguyên làm nghề chạy hàng trong đám chợ trời, nhưng mồm mép ăn nói thật hay. Được Nguyễn Tấn Dõm thương yêu, cho theo học một khóa bổ túc đêm 6 tháng và trở thành luật sư riêng của cậu ấm. Anh luật sư trẻ bước ra giữa sân pháp đình. À, kính thưa Bao đại nhân, kính thưa quý tòa, tôi tên Trần Léo Láo, vừa tốt nghiệp lớp luật sư sơ cấp 6 tháng khóa đêm, dành cho con ông cháu cha là luật sư riêng của ngài tể tướng hiện đang có mặt tại đây. Bao đại nhân đập bàn. Ở đây không có chức vụ tể tướng mà là tội nhân đang bị tòa xử án, phải ăn nói cẩn thận. Dạ,
Tôi xin rút lại hai tiếng tể tướng. Tôi hân hạnh ra hành ngày lần đầu, nhưng tôi tin chắc sẽ nổi tiếng như cồn sau này. Vì đây là một vụ án lớn xét xử thân chủ tôi là Nguyễn Tấn Dũng và tôi tin, với tài nghệ của tôi, thân chủ sẽ được trấn án. Vì thân chủ tôi chẳng có một tội lỗi gì so với bản cáo trạng vừa rồi. Tôi xin vào chi tiết. Trước hết, các cơ sở kinh tài buôn bán đều chân chính ngông thuận, có môn bài nhà nước, có mua có bán được ghi vào sổ sách đàng hoàng. Dĩ nhiên phải có lời, mà lợi nhuận chính là mồ hôi nước mắt của thân chủ tôi. Như vậy lấy tư cách gì để buộc tội một công việc làm ăn của thân chủ tôi không lương thiện? Những nguyên liệu đầu tiên từ trạm xăng, nhà máy xay gạo đến các cơ sở cầm đồ cho vay đều xuất xứ từ trong tay của thân chủ tôi. Lô ngoài đồng thu mua của nông dân đàng hoàng, xăng chở lậu từ bên cao nguyên, vốn cho vay là do tiền túi bỏ ra. Bao đại nhân ngắt lời, tiền túi lấy đâu ra? Dân chúng đem tiền của đến dân cúng giống như lúc họ đi chùa cầu an lễ Phật hay xem lễ bỏ thùng làm phước tại nhà thờ. Thân chủ tôi không bao giờ ra khảo hỏi han vì lý do gì, của ai và tiền từ đâu đến, mà tay bắt mặt mừng nhận lễ vật để làm vui lòng kẻ đến dân. Như vậy có thể kết luận thân chủ tôi không dùng súng đạn để bóc lột dân chúng. Cũng xin thưa với quý tòa rằng, việc dùng kẽm gai súng đạn để cai trị dân thì hoàn toàn sai. Vì thân chủ tôi không bao giờ lẫn kẽm gai trong người, cũng không bao giờ dùng súng lớn như quả tiễn Đại Bác B-40 AK. Mà trên người thân chủ tôi chỉ đeo lấy lại một khẩu súng lục nhỏ xíu, như đồ chơi trẻ con. Thưa quan tòa, thân chủ tôi hăm dò bắn bỏ được ai với khẩu súng nhỏ tí tẹo này. Nói đến tội cướp nước, tôi chứng minh thân chủ tôi hoàn toàn vô tội, là một người nằm vùng. Tất nhiên thân chủ tôi gốc dân miền Nam, quý tòa đâu có bằng chứng hình ảnh thân chủ tôi ngồi xe tăng T-54 chạy vào thành phố đâu. Lúc quân đội nhân dân ào ạt vào Sài Gòn, thì thân chủ tôi đang dành thời giờ lùng bắt mấy tên ngụy đang lẫn trốn và nghiên cứu tài sản của những người bỏ chạy ra biển. Và một điểm then chốt cuối cùng tôi xin chứng minh, thân chủ tôi chưa bao giờ và cũng không cần phải tham nhũng bóc lột dân lành, tẩu tán tài sản ra nước ngoài làm gì. Vì làm bạc giả là nghề tay trái của thân chủ tôi. In hàng ngàn tỷ tiền giấy đô la giả trong thời gian thân chủ tôi làm vô ngự trị kho bạc của nhà nước, đóng bó phân loại bạc giả để vào hầm ngân khố nhà nước, rồi lấy tiền thật trong đó ra chia chác với cấp trên thì dễ dàng như trở bàn tay. Tiếp đến, nhân viên hãng Việt Nam Airlines sẽ mang bạc thật theo các chuyến bay ra nước ngoài, hoặc vào thùng niêm kính, đóng dấu ngoại giao chuyển đi bằng thủ tục công văn hỏa tốc đến các tòa đại sứ. Đô la giả hiện giờ ở trong ngân hàng nhà nước chỉ có một mình cán bộ cao cấp lãnh đạo mới biết mà thôi. Trường hợp bị kiểm tra, nhân viên quốc tế cũng đứng nhìn bên ngoài, đếm loại theo lô rồi cộng trừ nhân chia, chứ có ai mang theo kính phóng đại, kính hiển vi để kiểm soát từng tờ một đâu. Tóm lại, bất cứ hành động lớn nhỏ gì xã hội chủ nghĩa cũng làm được, thì một việc nhỏ nhặt như tráo trở tiền giấy tồn trữ trong ngân khố nhà nước, chắc ngài bao đại nhân cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam còn biến đá thành cung, hung gì à, in bạc giả, hung hồ gì in bạc giả. Trao đổi tiền dự trữ do Đảng và nhà nước quản lý thì phải hiểu rằng hành động bỏ vô và lấy ra là chuyện quyết định của bọn chúng. Trong phần buộc tội chế độ Cộng sản Việt Nam qua vấn đề ngăn cấm, gây khó khăn việc hành đạo của các chức sắc Phật giáo, cao đài cũng như Thiên Chúa, thân chủ tôi đã thưa với âm lôi, gửi trác đòi mời vài ông cố đạo xuống đây làm chứng, xin quý tòa cứ thẩm tra sẽ rõ. Tóm lại, những vấn đề lớn trên, theo lối suy luận của công tố viện là quan cho thân chủ tôi, và tôi đã chứng minh rõ ràng thân chủ tôi hoàn toàn vô tội. Vậy tôi xin tòa xử trấn án cho thân chủ tôi xin hết lời. Công tôn tiên sinh đến nói nhỏ vào tai bao đại nhân. Tên luật sư cộng sản con nít này mới ra trường mà mồm mép cũng khá trôi chảy. Bao đại nhân đặt câu hỏi tra vấn bị cáo không? Bao đại nhân đập bàn, lớn giọng. Bị cáo Nguyễn Tấn Dõm nghe đây, mồm mép luật sư của người cũng khá, nhưng toàn những lời ngụy biện. Lập luận theo lối chợ trời thì đứa con nít nói cũng được. Bây giờ bỗng tò hỏi ngươi, ngoại tệ của ngươi giấu ở nước ngoài lên đến 1.780.000.000 đô la. Đủ chứng tỏ ngươi không phải là thuộc cấp nhỏ hưởng phần ăn chia trong nội bộ, mà ngươi là một trong những người quan trọng nhất của Đảng. Vậy ngươi phải thành thật khai báo. Bị cáo Nguyễn Tấn Dõm nằm bẹp dưới đất trình. Đến nước này thì con xin khai thật.
Do bộ óc siêu việt, con đã nghĩ ra chuyện in bạc giả để tráo đổi trong ngân khố. Thời gian huy hoàng của băng đảng Cộng sản không còn bao lâu và không biết lúc nào sẽ bị đá xuống. Bài học ngày trước của chế độ cũ của miền Nam đang còn rành rành trước mắt là chúng nó bỏ chạy mà tiền của thì vẫn để lại. Đã dạy cho con có sáng kiến là in đô la giả thế vào số lượng đô la thật dự trữ trong ngân khố nhà nước đúng theo luật ngân hàng. Nếu bất chợt bị tên nào đảo chánh hay phải đổi đời lại, thì số tiền thật cũng đã được phân tán mỏng nằm ở nước ngoài. Đây là một cách tẩu tán tài sản quốc gia thật kín đáo và tuyệt đối an toàn, có một không hai của đầu óc của những người cộng sản như con. Như vậy, ngươi xác nhận chính ngươi là người chủ mưu kế hoạch tuyệt vời này. Dạ đúng, vì thời đó ngân hàng và kho bạc nằm trong tay con. Như vậy đủ rồi, cho gọi nhân chứng thứ nhất trong vụ án bị can Nguyễn Tấn Dõng. Nhân chứng được dẫn vào là một nông dân ở Rạch Giá. Ông ra hầu tòa trong bộ quần áo tả tơi, vết bầm còn đầy trên mặt mày tay chân. Người hãy khai tên tuổi nghề nghiệp và trả lời những câu hỏi của bổn tòa. Xong việc, cảnh sát âm phủ sẽ bảo vệ người trở về dương thế an toàn. Đừng sợ, vì đây là tòa án công lý của âm phủ, nơi xử những tên bán nước, cướp của giết người chứ không phải đồn công an hay tòa án nhân dân dựng lên ngoài đồng để đem người ra đấu tố. Dạ, thưa con tên Lê Rách, nông dân tỉnh Rạch Giá. Dòng họ đã hơn 10 đời sống bằng nghề nông, làm chủ một cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nhưng từ ngày bộ đội miền Bắc vào, chúng giải phóng luôn ruộng vườn nhà cửa con. Mà người cầm đầu chính là bị can Nguyễn Tấn Dõm đang có mặt tại đây. Thoạt đầu chúng ghép con là địa chủ. May là già Hồ đã về chầu ông bà nên gia đình con thoát chết. Sau này nhờ phước đức ông bà, nhà nước hứa sẽ trả lại cho một chút xíu để có phương tiện sinh sống. Nhưng hứa hu hứa vượng, từ đó đến giờ cũng chẳng thấy gì. Con kiện ra tòa án tỉnh thì đụng với băng đảng của bị cáo, nên trắng tay vẫn hoàn trắng tay. Khi vừa nghe tin Nguyễn Tấn Dõm bị dân chúng kiện ra tòa tại đây, con vội vã xuống để tố cáo và đích thân làm chứng về những tội ác của nó đã gây ra trong nhiều năm qua. Kính xin ngài Bao Đại Nhân minh xét. Bao Đại Nhân nhìn nhân chứng thông cảm. Được, bổn tòa sẽ ra lệnh cho băng đảng của chúng trả lại một phần nào cho ngươi. Bổn tòa sẽ cho người đưa nhân chứng về lại Trần gian. Bây giờ yêu cầu luật sư trình diễn nhân chứng thứ hai về vấn đề tôn giáo dưới trào cai trị của hai bị can. Người nhân chứng quan trọng kế tiếp trong vấn đề tôn giáo là một ông cố đạo mũ tím. Trong năm qua, Diêm Vương nhận được nhiều đơn tố cáo cộng sản, đã gây khó khăn trở ngại cho các tôn giáo tại Việt Nam. Trong lúc hai bị cáo thì nhất quyết rằng nhà nước đã cởi mở tối đa việc hành đạo. Hơn nữa, Diêm Vương cũng nhận được nhiều thỉnh nguyện của người công giáo tại Mỹ. Họ than phiền các ông cố đạo quyền cao chức trọng trong hàng giáo phẩm thì đứng về phía nhà nước, phản đối việc làm của cha Lý. Nhân phiên tòa xét xử hai nhân vật quan trọng tiêu biểu cho chế độ Cộng sản, Diêm Vương cho mời Giáo hội Công giáo Việt Nam gửi một nhân chứng đủ thẩm quyền xuống tham dự và làm chứng những điều của hai phía cáo buộc. Vị cố đạo mũ đỏ đứng đầu tại Việt Nam cử phụ tá của mình xuống trình diện quan tòa. Bao Đại Nhân kính nể người tu hành nên yêu cầu cảnh sát đưa vào chiếc ghế bành và mời cố đạo an tọa, thay vì phải quỳ hay đứng như những nhân chứng tầm thường khác. Vị cố đạo trên người choàng chiếc áo màu tím, đầu đội mão, tay cầm gậy uy nghi đi vào giữa sân pháp đình. Bao Đại Nhân lên tiếng trước, kính mời cố an tọa cho biết danh tính và trả lời những câu hỏi của bổn tòa. Tôi là giám mục có nhiệm vụ cai quản một địa phận, đại diện cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Xin cô trả lời chính xác câu hỏi của bổn tòa. Hai bị cáo đang bị xử tại đây là hai nhân vật đang nắm quyền cai trị nước Việt Nam. Trong lời khai, hai bị cáo này đã khẳng định rằng tại Việt Nam không có đàn áp tôn giáo. Vậy điều đó có đúng không? Thưa quan tòa, nói có cũng sai, mà nói không cũng trật. Mà phải đi vào chi tiết của từng sự việc. Ví dụ như Cộng sản nói với bên ngoài là không có đàn áp, nhưng ra lệnh ngầm cho chúng tôi phải tuân theo điều này, điều nọ. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bên ngoài cứ suy xét thô lối nhìn hời hợt, một chiều, theo quan niệm của người tự do Tây Phương, hay có người nóng giận bóp méo sự việc qua một vài khía cạnh khác.
Cũng có những trường hợp không biết phải liệt vào dạng nào, cấm hay cho phép. Ví dụ như di chuyển hành lễ thăm sứ đạo, có khi thì được chấp thuận, nhưng đôi lúc lại bị cấm. Muốn đi hành lễ giảng đạo, lần nào cũng phải làm tờ trình xin phép. Như vừa qua, giáo hội Phật giáo cũng như công giáo, xin đi quẩy lậu nạn nhân thiên tai bão lụt thì bị cấm. Nhưng lúc nghe chúng tôi ra sứ ngoài xin tiền thì nhà nước hoan hỷ cấp giấy tờ và thúc giục chúng tôi đi. Bao đại nhân thắc mắc, tại sao nhà nước không cho các tôn giáo đi phát quà cứu trợ? Thưa bao đại nhân, đụng đến tiền bạc phẩm vật quỷ lậu cho dân thì nhà nước lúc nào cũng muốn tự tay cán bộ phân phối. Tại sao có chuyện lạ như vậy? Có lẽ để họ dễ dàng cắt xén. Còn việc cho các cố đạo ra nước ngoài xin tiền, vì ra nước ngoài xin tiền chúng tôi phải chia cho họ 30%. À, bây giờ bổn tọa mới hiểu. Vậy các vị cố đạo ra ngoài xin tiền để làm gì? Thưa, để sửa chữa và xây các nhà dòng, nhà thờ mới. Câu nói sửa sang tu viện nhà thờ thì dễ hiểu, nhưng xây cất mới để đáp ứng nhu cầu thì bổn tọa thấy không được ổn cho lắm. Tại sao vậy thưa bao đại nhân? Cộng sản Hà Nội đã tịch thu biết bao nhiêu cơ sở như nhà dòng, đại tiểu chủng viện, các cơ sở kinh tài của giáo hội. Tại sao các cố đạo không can đảm đứng lên đòi lại, mà tốn công sức ra sứ ngoài nhờ Việt kiều công giáo đóng góp? Họ thành tâm đi đạo, sẵn sàng ủng hộ cúng nhà thờ, nhưng trong một giới hạn nào đó, bổn tọa được báo cáo rằng chủ nhật nào nhà thờ của người Việt bên Mỹ cũng xin tiền. Hành động này xảy ra đều đặn và liên tục như thế sẽ tạo ra con chiên một ấn tượng như bò bị vắt sữa. Cô có nhận ra thấy thế không? Chúng tôi xin tùy theo sự hảo tâm, tùy theo khả năng của từng người, đâu có ép buộc ai, xin ngài minh xét điều này. Bổn tọa đồng ý, nhưng lễ vừa xong là một số các bà các ông đứng chặn ngay cửa ra, nhiều lúc khách đi đường nhìn vào cũng thấy khó xem. Thưa, đó là do lòng thành của cha xứ và các tín hữu hăng hái ra tay giúp. Xin ngài bao đại nhân xem như chuyện nội bộ của chúng tôi. Trở về chuyện đàn áp tôn giáo, cô còn điều gì cần nêu lên đây để cho thế giới hiểu biết thêm? Thưa bao đại nhân, chỉ một việc nhỏ nhặt này cũng đủ chứng minh cộng sản vô thần, gian xảo lật lọng. Sen cố cho biết, bị cáo Nguyễn Minh Trót xuất ngoại thăm hữu nghị và cầu cạnh La Mã nối lại băng giao. Khi được diện kiến với Đức Giáo Hoàng, bị can đã hứa hẹn đủ thứ đủ điều với Vatican. Nhưng vừa đặt chân về đến Việt Nam, thì nhà nước lại trở mặt ra lệnh đập phá tượng Đức Mẹ và đưa cha Lý ra tòa xử tội, rồi nhốt ngay vào tù kể từ ngày đó. Nghe đề cập đến chuyện cha Lý, bao đại nhân gật đầu hỏi tiếp. Thì các cố đạo nghĩ gì về việc cha Lý làm chính trị ra và bị đi tù? Tôi nhắc lại, điều căn bản của một linh mục là hiến thân cho Chúa, để trao giảng đức tin, dẫn dắt con chiên tránh việc ác làm điều thiện, không có chuyện ra làm chính trị liên quan đến trần tục ngoài đời. Bao đại nhân cười, vậy xin hỏi cốt, linh mục Trần Khắc Từ ngoài đời, vợ con đùm đề ở ngay trong giáo phận Sài Gòn, nghĩa là trước mặt các cố đạo, tại sao không thấy phản ứng của các cố? Hơn nữa trong kỳ bầu cử đại biểu nhân dân, chính các cố cổ võ ủng hộ ba ông cố đạo áo đen ra gánh vác việc nước. Cô giải thích thế nào? Mấy cha kia làm vui lòng nhà nước, còn cha Lý thì làm Phật lòng nhà nước. Chúng tôi kẹt ở thế giữa, nhất là chuyện của cha Lý, chúng tôi bị hăm dọa đủ điều. Bổn tòa thông cảm trường hợp này, như cách đây hơn chục năm, bổn tòa có xuống La Mã tham dự lễ phong thánh cho mấy chục giáo dân và cố đạo Việt Nam bị giết hại dưới triều Nguyễn. Bổn tòa thật bái phục. Nhưng tiếc thay bây giờ không thấy cố đạo nào ra mặt chống đối việc gây khó khăn bóp chặt tín ngưỡng của cộng sản. Dạ thưa bao đại nhân, thế nào cũng xảy ra chuyện đó, nhưng trong bao lâu nữa thì chưa được biết. Như vậy thật là phước đức của người công giáo Việt Nam, bổn tòa không còn gì để thỉnh ý cố. Xin mời cố ra xe, cảnh sát sẽ đưa cố trở lại Việt Nam một cách an toàn. Đến phiên tòa thứ hai, lục sự gọi lớn. Bị cáo! Câu cao cờ! Trong hàng ghế dành cho bị cáo có tiếng dạ thật lớn, người trong pháp đình ồ lên nhiều tiếng bất ngờ khi cô cao cờ trong bộ áo tài sấy máy bay chống gậy tiến ra giữa sân pháp đình. Bị cáo, hãy khai tên tuổi nghề nghiệp và xin trú quán. Bị cáo giọng run run. Dạ, con tên cô cao cờ. Lục sự ngắt lời. Phải thành thật khai tên tuổi.
Trong hồ sơ họ Ngô, tại sao trước tòa bây giờ lại đổi thành họ Cu? Dạ, họ con là Ngu, nhưng thuộc dòng dõi Cu Bồi, nên bị người đời bôi bác đổi thành họ Cu. Bị cáo, hãy khai tiếp. Dạ, năm nay đúng 78 tuổi, sinh quán tại miền Bắc, đi lính làm tài xế máy bay. Năm 54 chạy theo quân đội Việt Nam vào Nam. Ngày các anh em ruột thịt vào giải phóng đất nước, con nghe theo đế quốc chạy qua Mỹ, sau này ân hận nên trở về Việt Nam mới khoảng chừng vài năm trở lại đây. Bao đại nhân yêu cầu công tố viện đọc bản cáo trạng. Ngày công tố đại diện luật pháp chuyển hồ sơ qua Bobby. Bị cáo và ta đã quen biết nhau trước năm 1975. Dù sao, trong ta vẫn còn chút tình huynh đệ chi binh. Tướng tá ngày xưa bây giờ đối mặt xử nhau thì thấy cũng áy náy. Hơn nữa, nói trắng ra bị cáo cũng không xứng đáng để ta bận tâm. Vậy Bobby lo dùm phần này. Công tố viện xin phép bao đại nhân giao phần buộc tội cho Bobby. Sau vài giây suy nghĩ, bao đại nhân nghĩ rằng hành động của vị công tố đại diện pháp luật xử sự đúng và hợp lý. Với một tên cao bồi bất tài vô tướng phản bội đồng đội thì nên để cho Bobby đại diện cho loài chó buộc tội. Bobby cầm nguyên sắp hồ sơ đưa lên, dõng dạc. Đây là hồ sơ tội phạm bị can, nếu trình đọc ra có thể mất 1-2 ngày. Xin phép bao đại nhân cho chúng tôi nêu ra những tội nào nổi bật nhất. Bobby ngừng nói, ngước mắt nhìn bao đại nhân chờ lệnh. Được, còn dán tắt để khỏi mất thời giờ. Mang cặp kính cận lên mắt, Bobby quay qua nhìn Cu Cao Cờ xong, cúi xuống đọc. Đối với bị can Cu Cao Cờ, chúng tôi xin đưa ra 7 tội nổi bật. Thứ nhất, trong thời gian mang binh phục nắm quyền trong nghề lái máy bay, đã âm mưu ám hại đồng đội để cướp vợ người ta. Thứ hai, trong thời kỳ nắm chức tể tướng, thành lập băng đảng gọi là Thanh niên Trừ Gian, lợi dụng danh nghĩa để làm tình làm tổ những gia đình người Hoa giàu có tại chợ lớn, ngoài việc nhận tiền bạc hối lộ còn trơ lệnh cho đàn em săn lùng kiếm gái. Thứ ba, thời làm phó vương không biết Cu Cao Cờ thỏa hiệp với địch quân hay sợ chết, đã có những hành động vô trách nhiệm trong việc triệt thoái quân đoàn một từ miền Trung, kết quả đã đưa đến hàng ngàn chiến sĩ cũng như dân chúng đã bỏ mình trong lúc triệt thoái. Thứ tư, tội bịp bõm nói láo và vô trách nhiệm của một lãnh tụ. Ngày 29 tháng 4 năm 75, bị cáo đã để sẵn tiền bạc đô la trên trực thăng, chuẩn bị bay thẳng ra hạm đội, nhưng vẫn còn tật phổi bò của mấy anh cao bồi. Cu Cao Cờ đến hôm nay xúi dục dân chúng tiếp tục chiến đấu và thầy đọc rằng, tôi sẵn sàng chiến đấu bên cạnh đồng bào đến giọt máu cuối cùng. Nhưng vừa dứt câu nói, bị cáo chuồn ngay lên máy bay trực chỉ hạm đội đang đợi ngoài khơi. Thứ năm, đến Mỹ xin tị nạn đã thề hứa rằng không đội trời chung với Cộng sản, không thể về Việt Nam vì sẽ bị Cộng sản giết hại. Nhưng thời gian gần đây, bị cáo trổ chứng trưởng mở, đệ đơn xin trở lại thăm quê cha đất tổ. Vừa về đến Việt Nam, trước tiên Cu Cao Cờ quỳ ngay trước kẻ thù không đội trời chung tình nguyện xin làm nô lệ. Lại lục cục bái xin một chân thứ trưởng ngoại giao lưu động, với lý do đi tẩy độc dùm cho chế độ Cộng sản. Nhưng Hà Nội không tin một anh phổi bò ít học, lòng dạ bất nhất. Do đó kết quả không một tên bộ trưởng dù thuộc hạng gà mờ nào của Hà Nội cũng không thèm tiếp cựu phó vương. Thứ sáu, tội bịp bõm cầm nhầm danh nghĩa của cộng đồng người Việt tị nạn nước ngoài cũng như đại diện cho toàn thể dân chúng miền Nam. Hay nói đúng hơn là Việt Nam Cộng Hòa cũ. Thứ bảy, tội phỉ báng người Việt tự do khi Cu Cao Cờ lên tiếng cho rằng cộng đồng nước ngoài là một bọn người dốt nát, không thông suốt chính trị, không thức thời bắt tay với Cộng sản theo chương trình hòa giải hòa hợp dân tộc. Đó là 7 tội chúng tôi nêu ra để xin tòa trị tội để làm gương. Phần công tố chúng tôi đề nghị tử hình. Bobby đại diện công tố ngồi xuống. Bao đại nhân quay qua hỏi công tôn tiên sinh một vài câu, rồi cho phép biện hộ, bênh vực cho bị cáo Cu Cao Cờ là một luật sư tốt nghiệp tại Mỹ, cũng khá mồm mép, còn trẻ nhưng đã hói đầu. Tuy cũng là dòng họ của bị cáo, nhưng được mấy tay kinh tài của Việt Cộng tại Cali trả một số tiền lớn. Anh đứng dậy, cúi đầu chào bao đại nhân và tất cả quan tòa rồi bước ra giữa pháp đình. Kính thưa bao đại nhân, thưa quý tòa, tôi trọng hối. Hân hạnh được xuống đây bào chữa cho thân chủ tôi là cựu phó vương của xứ tôi ngày trước. Bao đại nhân nhấn mạnh, bây giờ không còn địa vị chức tước gì nữa mà là một bị cáo trước tòa. Bổn tòa nhắc lại lần cuối, luật sư còn sử dụng danh xưng này một lần nữa, bổn tòa sẽ đuổi luật sư ra ngoài. Dạ, xin ghi nhận.
Tôi xin trả lời từng điểm một của ngài Bobby, đại diện viện công tố đã buộc tội. Thứ nhất, kính thưa bao đại nhân, cổ nhân có câu cờ đến tay thì phải nhanh tay mà phất. Vậy vợ của một người bạn sẵn sàng ăn vụng với thân chủ tôi mà kẹt ông chồng lúc nào cũng theo sát bên cạnh. Thân chủ tôi là sếp thì có quyền xóa tên người chồng dưới tay để lấy vợ người ta như hành động của các vị tướng ngày xưa trong lịch sử tạo. Chuyện cũng chẳng có gì lạ. Thứ hai, người lãnh đạo nào cũng cần có đàn em thân tín để bảo vệ mình, cũng như để thi hành chỉ thị trong bóng tối. Thân chủ tôi không cần úp mở mà công khai thành lập một tổ chức lấy tên Thanh niên Trừ Gian. Đoàn viên không phải mất công xuất hiện nhiều trước công chúng, mà các sĩ tử người Tàu tại chợ lớn vừa nghe đến tên thì đã xoắn đá dạy dâng tiền ra ủng hộ. Trong thời gian này, nhờ băng đảng Thanh niên Trừ Gian, một số sĩ tử trong chợ lớn tự nhiên biến mất tạm na đem lại bình an cho người dân vùng này. Thứ ba, thân chủ tôi không sai lầm trong việc triệt thoái quân đột ngột và bùng một mà thi hành chỉ thị của Mỹ. Và đây là cơ hội ngàn vàng để giáng một đòn độc xuống cựu vương Nguyễn Văn Thiệu, là kẻ thù ngấm ngầm không đội trời chung với thân chủ tôi. Một hành động đem lại hai thắng lợi, điều đó chứng minh được khả năng tuyệt vời của một nhà lãnh đạo. Thứ tư, khi lên hố nai cổ võ dân chúng tại đây vẫn tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, là thân chủ tôi làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với dân tộc, với đồng bào. Nhưng thân chủ tôi cũng phải có bổn phận với gia đình, vợ con và mèo mỡ. Và nhất là những vali kim cương hộc xoạt đô la đã để sẵn trên trực thăng. Thưa quý tòa, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Một bên là đồng bào với cú rách áo ôm, một bên là vợ đẹp, con ngoan và tiền của. Là người trần tục, chắc chắn ai cũng chọn cái thứ hai. Thứ năm, thân chủ tôi nghe theo tiếng gọi của lương tâm, đem tấm thân già về phục vụ quê hương theo lời mời gọi của nhà nước xã hội chủ nghĩa thân yêu. Đáng lý tòa án phải vinh danh thân chủ tôi mới phải đạo, lặn lội đường xa gối mỏi lưng đau, nhưng cũng ráng chịu nhục quỳ trước bệ bằng các cấp lãnh đạo nhà nước để xin làm thân tôi mỏi vào những ngày cuối đời. Thân chủ tôi mượn hình thức nâng bi đội đĩa, vang lại cầu xin đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam nương tay cai trị để cho dân tộc Việt Nam được sống và hưởng một chút tự do dân chủ và dân quyền. Tôi chưa bao giờ thấy trên dương gian có một người yêu thương nước, yêu thương dân như vậy. Thứ sáu, quý tòa kết tội thân chủ tôi cầm nhầm danh nghĩa đại diện cộng đồng cũng như Việt Nam Cộng hòa cũ để bịt với Hà Nội là hoàn toàn sai. Tôi có thể chứng minh hiện giờ vẫn còn một người vẫn lên các diễn đàn điện tử ca tụng thân chủ tôi như điên. Đó chưa tính vợ bé, con cháu và cả tôi nữa. Hai người trở lên ủng hộ thì thân chủ tôi có quyền tuyên bố là đa số dựa theo văn phạm cũng như lối hành văn của Tây Phương. Thứ bảy, thân chủ tôi nói đa số người Việt hải ngoại đều dốt nát thiện cận. Điều này hoàn toàn đúng sự thật, vì đến giờ này họ vẫn còn mang thù hận trong người đối với chủ trương nối vòng tay lớn của nhà nước Cộng sản thân yêu chúng tôi. Tất cả đều thiện cận, thiếu sáng suốt để nhận định những điều khoản tốt đẹp trong nghị quyết 36, để rồi cứ nhắm mắt chống đối một cách mù quáng. Kính thưa bao đại nhân, thưa quý tòa, phần biện hộ của tôi đến đây chấm dứt. Bao đại nhân hỏi các luật sư đại diện cho người Việt. Quý vị có thể bắt đầu. Một đại diện đứng dậy trình. Xin bao đại nhân đặt câu hỏi với luật sư và tra vấn trực tiếp bị cáo. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ chính xác và hiệu quả hơn. Bị cáo. Dạ, có con. Bọn tòa muốn hỏi. Vì một chút dục vọng mà nhà ngươi đã tán tận lương tâm lợi dụng cơ hội ám hại đồng đội là một hành động tội ác không thể tha thứ. Vậy lương tâm ngươi không bị cắn rứt và ngươi có biết xấu hổ với bạn bè đồng đội thuộc cấp hay không? Dạ, con đâu còn lương tâm nữa để cắn rứt. Hổ thẹn thì con cũng không thấy đâu. Ra đường vẫn còn người hoan hô ca ngợi con hết mình. Như vậy chính ngươi tự xác nhận có việc hại người cướp vợ của thuộc cấp. Dạ có. Băng đảng Thanh niên Trừ Gian đã đưa bao nhiêu tiền của do chúng thu được? Dạ, cũng chẳng là bao, chỉ đủ để ăn chơi du hí nhảy đầm. Vụ triệt thoái vùng một, sao ngươi nhẫn tâm để một số binh lính và thường dân vô tội phải chết về thái độ hòa hành động của ngươi? Con không nghĩ đến hậu quả chuyện đó, nhưng con nghĩ đây là một món đòn độc để hạ cho bằng được thằng địch thủ của con, để con có thể lên thế chỗ của nó. Hey, hết nơi bịp rồi hay sao mà lên biên hòa gạt dân hố này? Con biết dân hố này chống cộng hết mình, nên con phải dùng mấy anh em dân vệ dùng súng M16 và phóng lựu đứng giữa cầu Sài Gòn, chặn tăng T-54, để cho máy bay con đủ thời gian cất cánh an toàn. Trong binh pháp cũng như đánh cờ, dùng chốt cứu xe là chuyện bình thường. Ai cho phép ngươi tự xưng là đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại,
và luôn cả dân miền Nam. Dạ, bên Mỹ có nhiều hội đoàn, chỉ gồm vài người. Chỉ cần vợ con vào một thằng tà lọt là có thể trở thành một hội đoàn đầy đủ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, rồi nhập nhằng, len lỏi vào cộng đồng. Gia đình tuy bị người ta khinh bỉ nhưng con cũng là một thành viên của cộng đồng. Con là người có máu mặt cộng thêm một chỉ vãn huy hoàng, thì con có thể mượn đỡ danh từ đại diện để loạt với chủ nhân mới là Tập đoàn Cộng sản Hà Nội. Đã tự xưng đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ, tại sao người phải chui rút vào cửa sau trong dịp đi theo tên Nguyễn Minh Trót? Dạ thưa chú, con chui vào cửa hậu, thì con là thân phận đầy tớ, đâu có dám hiên ngang đi vào cửa trước. Thời gian trước đây khi ngươi đang được Cộng sản huấn luyện trong các khách sạn tại Sài Gòn, ngươi lúc nào cũng tự cho mình là phó vương, đại diện của nhân dân miền Nam. Nhưng nơi ăn chốn ở lại được công an bảo vệ chu đáo, ra đường thì trốn trong xe bít bục, không dám bước xuống chào hỏi con dân của mình. Tại sao? Dạ, những lần đi qua chợ Sài Gòn, con cũng nhận ra nhiều thuộc cấp trong ngày lái máy bay của con thời trước, ngầu vá giày bên hông chợ hoặc đang chống gậy đi xin ăn đầy đường. Nếu con bước xuống gặp chúng thì làm sao ăn nói đây? Lỡ em Út nó ngửa tay ra xin ít đồng ăn phở thì bỉ mặt vì trong túi con chưa lãnh được một xu nhỏ nào của Cộng sản Hà Nội. Thật ra con về Việt Nam, sau khi lọt vào mắt xanh của các quan quyền Hà Nội, thì tiền ăn, tiền túi cho đến tiền gái, tiền đĩ điếm đều do Đảng Cộng sản đài thọ. Hơn nữa con sợ phải ăn đồ dơ của bạn hàng chợ Bến Thành nên không dám chui ra. Bọn tòa hỏi ngươi, chữ nghĩa của ngươi đâu ra gì, nhưng tại sao bài diễn văn mà ngươi đọc trong buổi dạ tiệc do Nguyễn Minh Trót quản đãi để ca tụng nhà nước Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ hận thù, nghe có vẻ trao chuông vậy? Dạ, con đâu có đủ sức viết ra những danh từ giao to bố lớn đó. Chính bộ chính trị trung ương đảng soạn sẵn bắt con học thuộc lòng, nhưng xem trước quên sau, hơn nữa quá hồi hộp nên phút chốc phải đem giấy ra cầm tay đọc lại nguyên văn. Ha, vậy cũng đủ chi tiết đối với hồ sơ của người, lui về vị trí, chờ nghe nhân chứng. Bao đại nhân hỏi nhỏ công tông tiên sinh. Sư phụ muốn biết tại sao lúc ra tòa bị cáo trả lời thông suốt các câu chất vấn rập khuôn với những lời của luật sư bị can. Dạ thưa thầy, họ là bà con dòng họ với nhau, luật sư đã dự trù trước các câu hỏi và chép ra cho bị can đọc từ lâu. Dạ thưa thầy, họ là bà con dòng họ với nhau, luật sư đã dự trù trước các câu hỏi và chép ra cho bị can học từ lâu. À, ra thế. Tiếp tục phiên xử đang dở dang, bao đại nhân ra lệnh. Luật sư, cho trình diện nhân chứng thứ nhất. Dạ. Một người đàn bà đỏng đảnh bước ra, miệng cười, mắt liếc đưa tình, giơ tay lên chào mọi người trong pháp đình. Bao đại nhân nổi giận nhìn nhân chứng quát thật lớn. Người đàn bà kia, đây là pháp đình chứ không phải nơi tuyển lựa hoa hậu, ca sĩ hay động bán bia ôm. Hãy nghiêm trang giữ lấy thân, dù là nhân chứng nhưng vẫn ăn đọt nếu làm mất vẻ tôn nghiêm nơi xử án. Dạ, kính thưa ngài, con không biết. Theo sổ bộ đời trên trần gian, ngươi cũng năm lần bảy lượt ra hầu tòa mà không thông suốt thủ tục của phiên tòa. Dạ, ở dương thế con ra tòa cho vui vậy thôi, đâu có ai dám khép tội con. Con chỉ cần đá lông nheo với cán bộ xử án thì đâu cũng vào đó. Liệu lão, ở đây mà đá lông nheo thì ta cho cảnh sát móc mắt bây giờ. Dạ, hãy nói sự liên hệ của ngươi với bị cáo Cu Cao Cờ. Dạ, lý do nào thúc giục ngươi nếu kéo bị cáo về đầu tư tại Việt Nam? Dạ, con chính là vợ thứ của bị cáo. Ngôi vị không biết con được xếp vào hạng thứ mấy, nhưng rất tâm đầu ý hợp về tất cả mọi phương diện. Chuyện đầu tư là của con. Chồng con chỉ có cái mã bên ngoài chứ thực sự chỉ là một ông già trên răng dưới quần xà lõn mà thôi. Cũng nhờ con mối lái nên sau khi bắt tay với Hà Nội, chồng con được hân hạnh làm xuôi gia với một gia đình cộng sản gặp tại Hà Nội. Từ đó cuộc đời chính trị tưởng đã vào sọt rác, nhưng không ngờ chồng con quay trở lại mơ tưởng và hy vọng cái chức phó vương trong chính phủ bài ba lá, hòa giải hòa hợp. Đó là lý do chồng con tự đánh bóng thành đại diện cho toàn dân Việt Nam, từ trong nước ra đến hải ngoại. Cũng vì cái chức phó vương mà chồng con mất ăn mất ngủ, chui đường này chạy đường kia, vô lòn ra cuối, nhưng vẫn chưa được cái giải gì, chính con cũng thấy nhục nhã lây. Thế vậy Hà Nội ngươi đã đầu tư được dự án nào chưa? Dạ, cũng đang trong tình trạng hứa hẹn, nhưng con lợi dụng làm việc khác như tung tiền cho vay chui, cho bà con dòng họ đứng tên mở tiệm cầm đồ, mở nhà thổ, quán ôm đủ loại.
Mà theo con, thà làm ăn như vậy chắc hơn. Ngài phó vương của chồng chưa biết đi đến đâu. Lỡ giữa chừng, chúng trở mặt thì cũng trắng tay như tên trần truồng không hơn không kém. Hôm mà chồng người đi theo ôm bô cho Nguyễn Minh Trót, tại sao bỗng tọt không thấy hình của người trong bức ảnh? Dạ, con tránh mặt, dạ gì trường ra cho bọn nhà báo nó chụp hình thêm rắc rối. Chỉ có tên bán bánh mì thịt họ Ly, hai tên chuyên nghề chuyển tiền về Việt Nam, dạy tên phụ trách kinh tài và hoạt động truyền thông cho Hà Nội sơ ý nên bị chụp hình. Bây giờ thì cháy nhà ra mặt chuột hết cả. Dân ở Lido Sài Gòn mới té ngửa ra, một số đông có máu mặt tại thủ đô tị nạn là những tay kinh tài nhận tiền bạc của bà con gửi về nuôi gia đình để tổ chức những cơ sở móc túi lại người Việt. Thưa bao đại nhân, bọn họ còn đéo cán thâm độc hơn cả chồng của con nữa. Bao đại nhân gõ xuống bàn. Xong phần việc của ngươi, ngươi có thể trở về dương thế, lục sự, cho trình diện nhân chứng tiếp theo. Nhân chứng ra trình diện, đầu trùm khăn kín, chỉ chừa hai mắt tiến về giữa sân pháp đình. Tại sao ra hầu tòa, ngươi trùm kín đầu? Dạ, thưa ngài bao đại nhân, con dùng tên ảo là Yến Thi, phải bịt mặt. Vì cộng đồng biết con thì họ xé xác ra con từng mảnh. Tại sao? Ngươi hãy trình bày sự thật. Dạ, chỉ một mình con dùng các diễn đàn ảo để bênh vực hết mình cho sếp của con là Cu Cao Cờ. Chưa gì trên diễn đàn, nhiều người lên hành tội hỏi thăm sức khỏe. Nếu con xuất đầu lộ diện thì không còn cái răng nào để ăn cháo. Xin bao đại nhân thông cảm và cho phép con được trùm kín đầu. Công tôn tiên sinh nhìn bao đại nhân khẽ gật đầu. Xin sư phụ thông cảm cho người biết ăn năn sám hối, sợ chết. Được, ta đặc biệt chấp thuận lời yêu cầu của ngươi. Câu trả lời mà bóng tỏ muốn biết là tại sao ngươi đơn thân độc mã đứng ra bên vực cho Cu Cao Cờ. Dạ, vì tiền. Bị cáo đút lót mua chuộc ngươi bao nhiêu? Dạ, con ăn hai đầu, nên cũng mua được căn nhà tại Lê Đô Sài Gòn. Ngươi nói hai đầu là đầu nào? Dạ, của bị cáo và của tòa đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Lão, tòa đại sứ ăn nhầm gì chuyện của Cu Cao Cờ mà cho ngươi tiền? Dạ, vì con thực hiện các chỉ thị trong nghị quyết 36. Là làm bất cứ gì để phá hoại gây rối cộng đồng người Việt tị nạn. Được, vì ngươi là nhân chứng, ta tha cho ngươi, nhưng âm phủ phải ghi vào sổ bộ đời lý lịch của ngươi để xét xử sau này. Xin kính đội ơn bao đại nhân. Tòa đình xử chốc lát để nghe phán quyết của bao đại nhân, khác với cách tổ chức tòa án trên dương gian. Các quan chánh án và các phụ thẩm, dân sự vào phòng kính để bàn thảo, xem xét và luận tội. Tòa do bao đại nhân xử thường do chính bao đại nhân quyết định tội trạng và áp dụng ngay hình phạt tại chỗ, trước mặt mọi người để làm gương. Phiên tòa hôm nay hình thức tổ chức có thay đổi theo yêu cầu của Diêm Vương, nhưng phần kết và xử tội vẫn do bao đại nhân định đoạt. Từ trong pháp đình cho đến quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi bản án. Sau vài phút giải lao, luật sư yêu cầu tất cả yên lặng và giữ trật tự để nghe kết quả phiên tòa. Cảnh sát đưa ba bị cáo ra quỳ giữa sân pháp đình, mặt hướng về bao đại nhân chờ đợi. Sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên xử án, bao đại nhân tuyên bố, xét vì nhân dân Việt Nam đã đau khổ trên 60 năm qua dưới bàn tay cai trị khát máu của Đảng Cộng sản Hà Nội. Ta nhân danh lương tri con người. Sự tử hình hai bị cáo đang cầm đầu nhà cầm quyền Việt Nam là Nguyễn Minh Trót và Nguyễn Tấn Dõm. Các ngươi có nhận tội không? Cả hai tên cầm đầu nhà nước kêu oan. Dạ thưa bao đại nhân, hai chúng con là những tên tay sai chỉ thị hành nhiệm vụ, mà tất cả quyền lực đều nằm trong bộ chính trị trung ương đảng. Tại sao ngài không xử những tên đầu sỏ kia? Ta xử theo đơn tố cáo của nhân dân Việt Nam mà hai người hiện giờ là người đại diện chính thức. Ta phải hành xử đúng theo yêu cầu của dân chúng, còn những tên kia chắc chắn chúng cũng bị kéo xuống đây một ngày rất gần, không bao giờ bỗng tò bỏ qua chuyện này đâu. Vừa nói xong bao đại nhân hô lớn. Trương Long Triệu Hổ, cẩu đầu trảm! Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán. Bốn người khệ nệ khiêng hai cây đao hình đầu chó đến và ấn cổ hai tổ nhân vào dưới hai lưỡi đao. Bao đại nhân tay liền hai tấm thẻ bài nhỏ xuống đất. Trảm! Tội nhân Cu Cao Cờ thấy vậy, người trung cầm cập, đái ra ướt một vũng trên sân pháp đình, dập đầu xuống đất vái lại lia lịa. Cúi xin ngài bao đại nhân tha tội. Bao đại nhân nghiêm giọng, xét về tội nhân Cu Cao Cờ,
tuy tuổi đã về chiều, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Dù làm đến chức tể tướng, đến phó vương, nhưng cũng chỉ là đồ ăn hại đái nát, không làm được một điều gì lợi cho dân, ích cho nước. Nay lại theo bưng bô đổ phân cho bọn cộng sản phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại, thì không còn thuốc chữa. Tội phải đánh 500 đòn trước mặt công chúng để làm gương cho những tên Việt kiều đang còn âm mưu trở cờ đón gió, ôm mộng trở về hợp tác với giặc. Đề nghị ngài Diêm Vương ra lệnh Lucifer mang miệng cu cao cờ ngay khi lãnh xong phần đánh đòn, để y không còn ba qua chích chòe trên dương thế nữa. Vừa dứt câu, bao đại nhân quay xuống ra lệnh: Trương Long, Triệu Hổ, hai người đánh 500 đòn tên cu cao cờ cho ta. Trương Long, Triệu Hổ vác đòn ra, mặc cho tội nhân kêu la xin tha. Họ đè cu cao cờ nằm sắp xuống đất và bắt đầu đếm. Mới chừng vài chục đòn, cu cao cờ đã ngất xỉu. Quân lính vẫn thi hành lệnh đến 100 đòn thì cu cao cờ nằm yên bất động như một đống thịt ở lò heo. Bao đại nhân hỏi Dạ Xoa, người phụ trách sổ bộ đời xem thử tội phạm còn sống hay chết. Dạ Xoa lật sổ xem một lúc rồi trình: Kính thưa bao đại nhân, theo sổ bộ đời thì tội phạm còn sống thêm gần chục năm nữa. Vậy cứ tiếp tục đánh đòn để việc áp dụng luật pháp được nghiêm minh. Sau khi Trương Long, Triệu Hổ thi hành xong bản án, cu cao cờ xem như đã chết. Diêm Vương ra lệnh dùng xe cứu thương chở trở về dương thế. Triển Chiêu quay lui hỏi bao đại nhân: Sư phụ tha cho tên phạm dâm, sao không phạt cảnh cáo nó? Không được, vì nó ra tòa với tư cách nhân chứng. Nó là dâm tặc, đáng lý phải cắt gậy của nó để cho đàn bà con nít yên thân. Nhưng ta không thể phán ra một bản án tầm thường dạ, dơ bẩn như tòa đại hình chó trước đây đã xử tên Diễu Bất Lương. Đợi phiên tòa chó sắp đến, ta sẽ nhắc nhở Diêm Vương vấn đề này. Phiên tòa tuyên bố bế mạc trên dương thế tại Việt Nam cũng như ở các thành phố lớn, nơi có nhiều người Việt định cư tổ chức ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời tranh đấu giành lại tự do dân chủ. Dưới âm phủ, Diêm Vương cho kêu Bobby vào chào cùng với các viên chức đã hoàn thành nhiệm vụ phiên tòa xử người sống trên dương thế. Dịp này Diêm Vương kêu Bobby đứng dậy: Con đã hoàn tất nhiệm vụ một cách tốt đẹp, bây giờ ta cho phép con được siêu thoát. Truyện dài đổi đời đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Đinh Lâm Thanh và cảm ơn bà con cô bác mình đã theo dõi.